Chào các bạn, trên hình ảnh mình đang quay đây là một cây thuốc trị bệnh trị như mình đã giới thiệu trong cái tiêu đề của cái video nha các bạn. Đó, đây là cây thầu dầu tía. Nó cái bộ lá non này trong cái mùa xuân này nó ra rất là đẹp các bạn. Khả gì nó có màu tía là vì các bạn nhìn thấy cái lá của nó này. Đó, nó có cái màu tím tím đậm đậm. Thường là cái màu này dân gian hay gọi là màu tía nha các bạn. Rồi cái tên thầu dầu tía đó là cái tên chính trong các cái vị thuốc và cây thuốc Việt Nam. Rồi cũng có một số nơi thì gọi nó là cây đu đủ tía. Nhưng mà nói đu đủ tía các bạn đừng có nhầm lẫn với cây đu đủ đực đó nha các bạn. Cây đu đủ mà mình là lấy quả làm rau ăn á, cây đu đủ mà đực thì có nơi cũng còn gọi là đu đủ tía. Nhưng mà đây là thầu dầu tía nha các bạn. Một số nơi khác thì còn gọi nó là cây cây dầu ve này rồi là cây tì ma đó là một số cái tên khác nha các bạn nếu các bạn xem video này các bạn còn có cái tên nào khác ở mỗi vùng miền á thì các bạn để trong phần bình luận để mọi người cùng tìm hiểu nó đi chữa bệnh nha các bạn đó trong kênh phước hoạt trần mình thì có nhiều cái video mình chia sẻ những cái cây mà trị bệnh trị một trong những cái bệnh gần như là bệnh thời đại nha các bạn bây giờ trong cái cuộc sống lao động tấp nập rồi qua các chế độ ăn uống những người không may mắc cái bệnh trị rất là nhiều các bạn trong kênh mình có chia sẻ cái video cách sử dụng cái lá ngái đó trị bệnh trị nha các bạn đó cái lá ngái thì mình chỉ có hướng dẫn cái cách là tìm đúng cái lá về rồi băm nhỏ ra phơi khô rồi sau vàng hạ thổ sau đó rồi xét nước uống hàng ngày các bạn có nếu chưa xem được các video trong kênh nhé thì các bạn có thể vào xem thêm nhưng mà đối với cái cây ngái nha các bạn thì cái bài thuốc chính của nó là xét uống từ bên trong. Đó có nghĩa là cứ mỗi ngày chỉ cần sử dụng chừng khoảng 20 đến 30 gram cái lá ngái khô đã sâu vàng hạ thổ đó. Thì chỉ cần đổ 6 chén nước xét còn 3 chén uống làm 2 đến 3 lần trong ngày thôi. Nó được sử dụng bên trong nhưng mà cây thầu dầu tía này nha các bạn. Nó lại có một cái sức mạnh trị bệnh trị là chúng ta bó tức là áp nó trong cái bú chỉ ở bên ngoài. Đó các bạn hiểu chưa? Trong các cái bài thuốc dân gian thì cây này là có cái vị cay, ngọt và tính bình nha các bạn. Đó nếu như các bạn dùng độc vị hoặc là kết hợp với một số cây thuốc khác á thì nó giúp điều trị bệnh trĩ, ngăn ngừa viêm bú trĩ này, Đó rồi làm giảm các cái cảm giác ngứa nè, rát nè, đau đớn này. Đó nếu dùng một thời gian dài mà hợp với ca địa nha các bạn thì nó làm teo nhỏ búi trĩ và cho cái hiệu quả không ngờ luôn các bạn. Đó, như mình nói đã hướng dẫn lúc nãy nếu như các bạn có những cái bài thuốc ngoài cái bệnh lan ngái, xin lỗi cái cái bài thuốc lan ngái hay một số cái bài thuốc khác mà các bạn uống vào bên trong á. Nếu như các bạn dùng thêm cái cây thầu dầu tía này để chúng ta bó áp vào bên ngoài đó thì cái hiệu quả nó sẽ cao hơn. Còn nếu như các bạn mà hàng ngày chúng ta ăn thêm một cái canh, một cái rau rất là tốt, có thể ăn sống hoặc nấu canh như rau diếp cá đó, thì nó trở thành là hai ba cái vị thuốc kết hợp để mà giúp điều trị rất là hiệu quả nha. Cái cách dùng cái lá này để đắp ngoài rất đơn giản nha các bạn. Đó, cứ mỗi ngày đó, cái lá này lá non nó hơi nhỏ, còn nếu cái lá trưởng thành thì nó có thể to như thế này nha các bạn. Cứ mỗi ngày đó là các bạn chỉ dùng cho mình khoảng 5 cái lá như thế này. Đó, mà nếu như mà cái cây nó còn cái đọt non thì có thể lấy vài vài ba lá một lần cũng được nha các bạn. Đó rất đơn giản chúng ta đem về thì rửa nó sạch sẽ đi. Đó, rửa sạch sẽ xong cái bắt đầu à, cho một ít à, muối à, vài thìa muối và muối muối biển nha các bạn muối ăn á. Rồi chúng ta ngâm nó khoảng tầm 15 20 phút nữa để loại bỏ tất cả các cái tạp khuẩn rồi à, làm về sạch sẽ cái lá này sau đó là các bạn vớt ra cho ráo xong thì à, cho một nhúm nhỏ hạt muối ăn á rồi chúng ta đem đâm nát nó đi nha các bạn đó đâm nát nó đi rồi cái bước tiếp theo là cái người bệnh đó mình làm vệ sinh sạch sẽ cái hậu môn của mình xong nha các bạn rồi dùng cái hỗn hợp mà lá thầu dầu tía này giả nát này với vài hạt muối đó chúng ta cho vào ban gạt áp lên cái bụi trĩ nha các bạn áp trực tiếp vào vũ trị đó chúng ta ban cố định nó lại trong tầm khoảng là trong tầm 60 phút thì mình gỡ nó ra nha các bạn đó với đắp cái vũ trị như thế thì cứ mỗi ngày đó các bạn làm cho mình ít nhất là là hai lần hai lần trong ngày đúng như cái pháp đồ nha các bạn đó nếu như cái thợp những cái bài thuốc như mình nói lúc nãy uống trong và đắp cái lá thầu dầu tía là bên ngoài cách làm đơn giản như thế trong một thời gian dài nếu như các bạn hợp cơ địa thì bệnh trị các bạn sẽ bị đẩy lùi bởi vì nó sát khuẩn này nó làm êm này à, cầm máu này và nó co teo cái bố trị rất là nhanh nha các bạn đó cây thầu dầu tía này cái lá của nó thì còn nhiều cách phối hợp nữa kể cả hạt thầu dầu tía trong cái bài trị bệnh trị nhưng mà những cái bài thuốc khác có nhiều khi các bạn tìm quá nó khó khăn cho nên là mình chỉ hướng dẫn cái cách dùng độc vị như thế này chỉ lá thầu dầu tía thôi nha các bạn là mình có thể áp dụng cái cây này nó trồng rất đơn giản nó rất là dễ sống các bạn chỉ cần chẹt vác cái thân thế này cắm vào nơi đất ẩm là nó sẽ lên đó nó là cái thuốc dân gian, gian cực kỳ quý giá nha các bạn nhưng lá thầu dầu tía này nó có ít độc cho nên đừng bao giờ các bạn dùng lá thầu dầu tía này để uống vào bên trong nha mình khuyến cáo là các bạn chỉ đắp cái lá thầu dầu tía này ở bên ngoài đó và không uống vào bên trong như lá ngái hay một số cây lá khác nha các bạn đó nếu như các bạn áp dụng cái bài như mình hướng dẫn thì nó hiệu quả rất là cao tức là dùng cái thuốc khắc uống bên trong còn lá thầu dầu tía này chúng ta đắp bên ngoài đó hôm nay là có dịp giới thiệu thêm với các bạn một cái bài thuốc dân gian, gian nữa trong điều trị bệnh trị nội trị ngoại một trong những cái bệnh gây ra rất là khó chịu cho mọi người ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt sức khỏe rất là nhiều nha các bạn đó cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn đồng hành cùng kênh phước hòa trần của mình với mỗi ngày giới thiệu được cho các bạn một cái bài thuốc nào đó thì mình rất là hạnh phúc mọi người có thể vào kênh đăng ký kênh Phước Hòa Trăng mình để xem những video mà mình đã tải lên trước đây hoặc là những video sắp tới mình tải nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc tất cả mọi người hạnh phúc, sức khỏe. Hẹn gặp lại trong các video khác của mình.